Chào anh chị em, tôi cha xứ giáo xứ Thánh Tuân đây, gặp lại anh chị em sau khi chúng tôi đã đến đây, đến dưới linh đài Đức Mẹ và đã được nghỉ ngơi, được uống nước ở nơi đây. Nước ở đây người ta sản xuất nước và để cho du khách hành hương uống một cách tự do, miễn phí. Chúng tôi cũng vừa mới viếng Đức Mẹ và dâng thánh lễ xong. Giờ đây, chúng tôi chuẩn bị đi xuống núi để dùng cơm trưa. Chúng tôi đặt cơm trưa tại nhà của các dì Phước ở trong khuôn viên của khu trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Giờ chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa hình tượng Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Tà Pao của chúng ta nhé. Và vì du khách hành hương đến đây khá đông, cho nên tôi sẽ thinh lặng không nói gì nữa. Anh chị em chiêm ngưỡng Đức Mẹ, chiêm ngưỡng linh đài Đức Mẹ nơi đây mà thôi. Vâng, con biết rồi. Tắt ốc. Xuống lần tôi. Đi xuống lần tôi. Ở đây dưới linh đài Đức Mẹ, khách hành hương đang cầu nguyện rất đông. Và để giữ sự thinh lặng cũng như sự tập trung của sự cầu nguyện mà mọi người đang tập trung hướng về Đức Mẹ, cho nên tôi nói chuyện thật là nhỏ. Anh chị em có thể không nghe được nhưng hãy thông cảm, vì đây là khu vực chúng ta